Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Let's Go Dánh Kim. Và bây giờ mình đang ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận Bình Thủy. Mình sẽ ở trong một quán cà phê, mình vừa uống nước, mình thôi xe. Đường này sẽ đi về sân bay, về sân bay Cà Nóc, Ô Môn. Đường này sẽ đi thẳng lên là đi sân bay Cà Nóc, đi lên Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, đi về Kim Giang, vân vân. Còn hướng về dưới đó là sẽ đi về trung tâm thành phố Cần Thơ. Xe nó đã ha, cúp hả? 67. Chị gái sao để xe không là nó nguy hiểm. Đó có gì rẻ không? Ồ gì bên đó bán thấy đồ ăn rẻ nha, gà dai 63.000, chả thắt lát 60, bò viên 35.000, bò ba chỉ, bò Mỹ 300, ổ 100.000, thác lát có ướp xương 150, cá chín 55.000, rau bạch tuộc 70, chân gà ướp xương 70, chả cá Nha Trang 49, cánh gà thì 80.000, gà ủ muối nửa con thì 55.000, đồ đồ 60. Rồi hết vàng nữa người ta luôn. Thank you.
là đất na và thị mị. Tính ra mai mốt mình nấu đồ, nấu lẩu ăn, mình qua đây mua đồ chắc rẻ lắm ha. Chân gà sữa tắc, ủa chân gà sữa tắc nửa ký mà có 79.000 cơ. Đã ngồi xem xe trên đường Cách Mạng Tháng 8 rồi thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nè. Bye bye.